Hàng Hoa Lan mình xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con đang có một cái lô giả hạt nụ tam bố ha cô chú. Và cái bên con là hàng giao hạt. Và cái mặt hoa mẹ của nó nhìn rất là đẹp ha cô chú. Nụ tam bố. Và cái bên con là hàng giao hạt ha. Và cái giả hạt vùng Di Linh thường là cái mũi nó, cô chú nhìn nè, cái lưỡi nó của nó rất là nhọn nha cô chú. Cái lưỡi nhọn quắc luôn á. Di Linh, cái vùng Di Linh là vậy. Thác khói, tam bố, rồi ta ly, Di Linh sưng cũng vậy nữa. Nói chung là cái thân nào thì nó cũng nhìn nè, cái mũi nó cũng nhọn 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 như vậy nè. Số thoại bên con là 0908 846 04. Địa chỉ nằm ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Sau đây xin giới thiệu của chúng mình một số hình cây của nó. Và giá bán ngày hôm nay thì bên hàng bên con đang bán á, là 100.000 một cốc. Và bên con ship từ 2 cốc trở lên nha cô chú. Đây là giả hạt Di Linh Tam Bố á. Mặt hoa cực kỳ đẹp ha. Nói chung cây bên con là mặt hoa sổ nha cô chú. Mình về là mình chăm sóc, mốt mình chờ sổ hoa sao à. Tại vì cây bên con là hàng giao hạt. Còn cây này là chính gốc là hàng rừng nha cô chú. Và do cây bên con á, nó đang xuống lá nhìn không được đẹp nha cô chú. Mình mua về bây giờ mình chở đang lên mầm nè hả. Đây là hàng tam bố, chuẩn tam bố luôn á. Cây này thì bên con thì nó mới bắt đầu tuột lá xuống rồi. Mình về là mình chỉ chờ mình lên mầm và mình dưỡng cái mầm đó nha cô chú. Còn cái thân này thì mình mốt mình chờ cái mầm nó lớn lớn chút á, mình có thể mình kích hoa luôn, mình kích bông, có thể mình kích kỳ được cô chú. Và kích thước đang dài tầm khoảng cỡ 5-6 cm. À, nói chung là có thân khoảng tới 7-8 cm, 9-10 cm luôn. Cây thì đang nhú mầm lên rất là khỏe nha cô chú. Con sẽ lựa cho cô chú mình cái cây nào nó nhú mầm lên nè, cho mình về mình chăm sóc cho nó dễ ha. À, đây là nụ tam bố nha cô chú. Hàng này là hàng giao hạt. Và tất cả cái mặt hoa bên con đều là mặt hoa sổ. Đó. Cái này là chuẩn cái mặt chuẩn nụ tam bố giao hạt luôn đó nha cô chú. Đó. Cây là cực kỳ khỏe luôn, rất là đẹp. Đồng giá là 100.000 một cốc nha cô chú. Con sẽ lựa cho cô chú mình cái cây nào mà nó có nhiều thân hoặc là cây nào đang sưng mắt nhú mầm đi con gửi lên. Đó. Đồng giá là 100.000 một cốc, kích thước là tầm khoảng cỡ 8-9 cm nè, 9-10 cm. Chung là cây còn là cây rất là đẹp ha. Đây là nụ tam bố nha cô chú. Mặt hoa mẹ của nó là cực kỳ đẹp luôn, nhưng mà bây giờ thì mình chơi hàng giao hạt ha. Mặt hoa là mặt hoa sổ. Và số điện thoại bên con đó là 0908 846 804. Địa chỉ nằm ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và cửa hàng Hoa Lan của mình xin chào cô chú. Đây là nụ tam bố nha cô chú.